Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lâm Khánh Chi có trang điểm trẻ hóa, đeo kim cương dự sự kiện. Lâm Khánh Chi là một trong những mỹ nhân chuyện giới nhận được nhiều sự chú ý từ đông đảo khán giả. Cô luôn có sức hút khi tham gia các sự kiện dự thăm đỏ. Nhân sắc của Lâm Khánh Chi ở độ tuổi 45 luôn là chủ đề tạo sự bàn tán vì phong độ không ổn định hình ảnh lâm khánh chi trên thảm đỏ sự kiện khiến khán giả xôn xao ngày 21 tháng 3 lâm khánh chi xuất hiện tại sự kiện ra mắt dự án mới của đàm vĩnh hưng giữa dàn mỹ nhân showbiz việt nơi ca sĩ chuyển giới chọn chiếc váy hồng thiết kế lấp lánh để không bị dìm trang phục còn được may cầu kỳ ở phần vai giúp lâm khánh chi tỏa sáng hơn người hâm mộ không quên chú ý đến sắc vóc của lâm khánh chi ở độ tuổi u 50 cô vẫn giữ được vóc dáng nụt nạ. Sau gương mặt nữ ca sĩ lại lộ nhiều dấu hiệu lão hóa như vết nhăn ở mắt. Người đẹp chọn lối trang điểm tông hồng, đính thêm hạt ở mắt để trông trẻ trung nhưng vẫn bị bóc trần visual qua cam thường. Dù cố gắng chọn lối trang điểm trông trẻ trung hơn nhưng Lâm Khánh Chi vẫn không giấu được nhan sắc thật ở tuổi 45. Cô lộ vài khoảnh khắc kém xinh so với những bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Lâm Khánh Chi vẫn tự tin đỏ sắc với Hoa hậu Thiên Ân. Chọn phong cách hồng Barbie để trông trẻ trung, Lâm Khánh Chi còn gây chú ý với những món phụ kiện đắt đỏ. Người đẹp chuyển giới đeo bông tai và nhẫn kim cương để tạo điểm nhấn cho tổng thể. Có thể nói cô luôn biết cách tạo sự khác biệt khi xuất hiện ở sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao đình đám. Lâm Khánh Chi không chỉ chọn trang phục cầu kỳ mà còn đeo nhẫn kim cương dự sự kiện. Người đẹp chuyển giới cố gắng mang đến hình ảnh chỉnh chu, ở độ tuổi U50, Lâm Khánh Chi không phải lúc nào cũng giữ được phong độ nhan sắc. Nữ ca sĩ thường xuyên khiến người hâm mộ trầm trồ bởi những khung hình đẹp không tì vết, cô khoe đường nét gương mặt hoàn hảo, chiếc mũi cao tạo nên góc nghiêng xịn. Song với loạt ảnh không sử dụng fighter, Lâm Khánh Chi cho thấy bản thân cũng không thể nào thắng nổi thời gian. Lâm Khánh Chi thường đăng tải những hình ảnh đầy quyến rũ. Nữ ca sĩ đầu tư váy áo chặt chém chẳng kém mỹ nhân nào trong vi trong khoảnh khắc không sử dụng fighter, Lâm Khánh Chi gây ngỡ ngàng về diện mạo. Nữ ca sĩ cũng không thể thắng nổi thời gian. Nhiều lần bị nhận xét về diện mạo, Lâm Khánh Chi vẫn hoàn toàn tự tin và yêu thương bản thân. Sau khi đứng trước những lời lẽ không hay về việc chuyển giới, nữ ca sĩ sẵn sàng lên tiếng. Cô từng bày tỏ sự bức xúc khi bị một khán giả thiếu tôn trọng. Trong cuộc sống này không có gì gọi là hoàn hảo hết. Chị hát may mắn hơn em. Chị được làm con gái từ lúc trong bụng mẹ. Còn em, em muốn làm con gái, em phải trả giá rất nhiều thứ, em phải đánh đổi bằng sức khỏe, thậm chí bằng cả tính mạng của em mới có được như ngày hôm nay. Tại sao chị buông lời cay đắng xúc phạm, mỉa mai em hả chị? Em thương chị và tội nghiệp cho chị quá. Chị có sao không chị? Em hỏi thiệt chị ổn không chị? Chị hát có xinh đẹp nhưng phát ngôn của chị quá kém cỏi, em rất tiếc cho chị. Mọi người vào xem lời bình luận của chị hát. Mọi người cho em xin ý kiến. Em đọc mà em rung tay không viết được luôn. Em sửa tới sửa lui ba lần mới viết được. Lâm Khánh Chi không nhân dượng khi bị nói về giới tính. Bình luận không hay. Khán giả dành cho Lâm Khánh Chi. Lâm Khánh Chi là người đẹp chuyển giới được đông đảo khán giả quan tâm. Dù đã U50 nhưng cô vẫn cố gắng chăm chút cho diện mạo của bản thân, phát triển sự nghiệp riêng. Với giải trí luôn có nhiều thông tin thú vị. Cùng cập nhật tin tức về nghệ sĩ tại tin mới nhất nhé. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo